Xin chào tất cả mọi người, mình Phước Sửu. Và mình là Mít Hường Nhà Bè. Một cái sản phẩm mà Phước Sửu và Mít Hường sắp giới thiệu tới quý anh chị tới đây là một cái sản phẩm gọi là có 102 tại Nhà Bè Mít Hường. Mít Hường có thể bật mí cho mọi người cái dòng sản phẩm mà Mít Hường và Phước Sửu dự định giới thiệu cho quý anh chị khách hàng được không? Dạ, em xin nói về cái sản phẩm mà tâm đắc nhất hiện nay mà nên đầu tư vào Nhà Bè, và đặc biệt là nói riêng về là dự án Zaget, thì đó là chính là sản phẩm shop house của dự án Zaget. Tại vì anh biết sao không, nguyên cả dự án này với quy mô 350 hecta nhưng chỉ có 66 căn shop house mà thôi. Đúng rồi, quá tuyệt vời. Nói đến shop house là một cái dòng sản phẩm kinh doanh và đầu tư khá hợp lý luôn, nhưng mà vị trí của shop house như Phước Sửu đang bay lại cam thì mọi người thấy rồi, nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ. Nhưng mà có một cái đặc biệt hơn nữa, tất cả những cái gì khác ở đây không có được, đó là có thêm một con đường 10 mét nữa đó, Mít Hường, đi dọc theo cái dãy shop house luôn. Nên là Mít Hường và những cái người sở hữu tại căn shop này thì có thể dừng đổ xe để mua sắm tất cả những tiện ích và uống những ly cà phê mà không sẽ nghĩ đến công an hay là nghĩ đến những cái việc gì khác, phải không? Dạ, cái đó là cái điểm mạnh nhất của shop GS. Và ngoài ra còn một điểm nữa, đó là hiện tại shop GS bán rất là mềm so với những cái shop house cùng trục đường Nguyễn Hữu Thọ hiện nay. Lý do tại sao mà Mít Hường bật mí cho quý anh chị khách hàng shop house giá tốt như vậy? Dạ, thì em đang so sánh tất cả những cái shop ở trên mặt tường của Nguyễn Hữu Thọ hiện nay, thì chỉ có dự án Zaget Nhà Bè là hiện tại có cái mức giá tốt nhất, và đặc biệt cái vị thế cũng tốt. Thứ hai nữa là thêm có con đường song hành. Đó, con đường song hành như anh vừa nói vừa rồi đó, là chỉ duy nhất dự án Zaget có cái con đường song hành mà cho các cư dân và những cái cửa hàng kinh doanh buôn bán để hỗ trợ cho cái việc là đậu xe, dừng xe và ghé vào mua bán, mà luôn luôn mình trên cái tâm thế là luôn luôn mà mình an toàn, không lo lắng gì cả. Chính xác, một cái điểm mà quý anh chị đợt này có thể sở hữu những cái bất động sản giá rẻ, và đặc biệt những căn shop house giá rẻ hơn thị trường đến hơn 10 tỷ so với khoảng những tháng đầu năm ngoái. Cái lý do thứ nhất là do thị trường bất động sản. Lý do là Nhà Bè là còn thưa thớt dân, nên là cái vấn đề lựa chọn bất động sản gọi là để ở thì nó còn gọi là còn ít người, nhưng mà khách hàng đầu tư thì gọi là nhiều. Nên cái những cái sản phẩm mà những cái quý anh chị mua bán đợt này á thì phải thanh toán dòng tiền nhiều để nhận nhà, nên đó là có nhiều người có 2-3 căn, có người đến 5 căn, thì cái lượng tiền và cái dòng tiền họ vào không kịp, đó là cái cơ hội. Nhưng mà đối với quận 7 và Phú Mỹ Hưng thì khác nhau nha, giá vẫn còn giữ vững và không có xuống nhiều. Nhưng mà đối với dự án này á thì đang có một mức giá khá tốt để cho quý anh chị đầu tư. Dạ vâng, cái này người ta hay dùng từ ngộp đó anh. Dạ, các dự án khác á, thì đa phần là họ đã nhận nhà lâu rồi thì họ đã vào đủ tiền và không thể nào mà, và bán qua bán lại nhiều lần thì không thể nào mà ra giá rớt xuống nhiều cả. Còn dự án này là một cái dự án mới và có nhiều căn đang trong giai đoạn thanh toán tiếp cái phần tiếp theo. Với cái thị trường bây giờ, với cái tình hình tài chính bây giờ thì thật sự là rất nhiều người đang kẹt tiền. Đúng cho vậy. Nên nguy của ngày này cũng là cơ của người khác, thì đây là cơ hội để quý anh chị sở hữu một căn shop house của Zaget với giá mềm nhất có thể. Chính xác. Thì hôm nay Phước Sửu và Mít Hường sẽ giới thiệu sơ qua về cái diện tích và cái cách thiết kế, và đồng thời Phước Sửu sẽ đi vào bên trong căn nhà để cho quý anh chị nhìn thấy là căn nhà thiết kế như thế nào và cái diện tích mà căn shop house này như thế nào. Mít Hường có thể chia sẻ cho mọi người nắm rõ được hay không? Dạ, căn shop house này với cái bề ngang là khá rộng, là ngang 7 dài 18 và được thiết kế là 4 lầu. Tổng diện tích của đất là 126m² và tổng diện tích sàn là 370m² đó anh Sửu. Quá tuyệt vời, một cái sản phẩm mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ nhưng mà diện tích công năng sử dụng lên khá hợp lý. Chủ đầu tư ở đây bố trí vừa là cầu thang vừa là thang máy để quý anh chị có thể vừa ở vừa cho thuê và có lối đi riêng luôn, Mỹ Hường ạ. Dạ. Và đặc biệt cái tầng trên cùng nó giống như là một cái căn duplex luôn, Mỹ Hường. Nếu mà một gia đình mà khoảng 2 thế hệ thì mình có thể là ở tại cái tầng trên cùng là tầng thứ 3 là quá hợp lý rồi. Còn tất cả tầng 1, tầng 2 thì mình có thể cho thuê, và tầng trệt thì kinh doanh buôn bán và không liên quan để ảnh hưởng gì đến cái lối đi riêng. Đúng hết rồi. Chủ đầu tư thiết kế cái cầu thang rất là hợp lý anh ạ. Là mình có thể thiết kế riêng biệt để cho khách thuê và khách ở, và người ở thì sẽ không phải đi chung với nhau vì có cả thang máy và thang bộ. Chính xác.
có những cái mức giá cực kỳ hấp dẫn mà mọi người không có thể là có thể ngờ được. Thì quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu nè, và liên hệ với Mít Hường Nhà Bè thì có số hotline bên dưới, sẽ có một cái giỏ hàng shop house cho quý anh chị lựa chọn ngay. Đây là một cái cơ hội đầu tư có đó anh. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở nhiều video sau.